chia cho mọi người ăn này chứ. Một lót ở trong bãi cho ít về. Nhận sâu hơn. Chúng ta có nhìn cảm. Dạ, có nhìn cảm. Lấy kính nước cây được, kỳ cây. Mọi người giỏi gì hôm qua đem cơm hồi tối đói thì không lấy cơm ăn. Cái đây là để mọi người chia ăn này chứ. Cho con hết rồi mọi người lấy gì ăn? Để cho tha hết. Vâng. Để cho tha. Được rồi. Vâng. À chị qua mình nhà mặt sao sao là dạ muối bỏ trong này đi dạ không bán cá muối cá bột ngọt á à? Dạ bột ngọt quá anh ta được rồi ai gì đập vật ai gì đập vật tốt đẹp rồi ai2018 à? Vâng, còn đi là 2015 cơ, 16. 2016. 2016 hết rồi. 16 đến giờ là 24 là 8 năm rồi. 8 năm. Vâng, 8 năm. Nhưng mà hồi xưa chú thời mình tuệ dạ. Ông người ta biết biết tên không? Biết tên à. Giờ họ biết tên rồi dạ. Vâng. 24 là 8 năm rồi. 8 năm à? Vâng, 8 năm. Nhưng mà hồi xưa chú thời mình tuệ dạ. Ông người ta biết biết tên không? Biết tên à. Giờ họ biết tên rồi dạ. Vâng. Hôm trước đi đi lính này nè. Vâng, đi lính dạ. Nếu thời muốn xin cơm thì qua làng xin nhé. Vâng. Làng phía bên này thì lúc nãy chị giờ thay rồi đây. Dạ dạ, đi phải đi vòng ngoài đường nhựa kia rồi mới vòng xuống rồi. Đâu đâu, đi vòng đứng đất thôi mà. Đi đứng đất đấy cũng được. Đứng đất ha. Đường tạch đây. Đường đất này á. Dạ dạ. Đường dọc mét sông đấy. Sông ấy. Đi đường cái cây bóng mát đó. Vâng. Để biết đường cái đã chứ không đi gặp người kinh là vâng, YouTube. Con đang để tránh YouTube ấy để ít người thôi. Như ở gần làng vào làng được. Thế thời tu 3 năm 8 năm lâu rồi nhỉ. Vâng, lâu rồi. Nếu mình tu thì con mấy năm nữa nhỉ? Phải tu cho suốt đời chứ. Suốt đời luôn à? Vâng, tu biết chứ đâu có nghỉ đâu. Không ngừng nghỉ. Không ngừng nghỉ. Dạ. Đồ bụi cây đấy hả? Có đoàn chuối á. Vâng. Được rồi, mua phần. Thầy có đi trên đất như thế có đau không chân không thầy? Có chứ, có đau chân. Dầm cái cây đau chân. Dầm cái cúc đá nha. Vâng, dầm cúc đá đau chân. Chỗ này nhiều chòi mà thầy. Nhiều chòi hả? Nhiều chòi, hai ba cái chòi luôn mà. Ba xe tăng đó hả? Đó đó. Chạy qua một đoàn đấy này thôi. Đúng rồi, chạy qua cái cầu sắt ấy. Cầu sắt. Qua cái cầu sắt nhỏ. Bên trạm Kiểm Lâm bên kia. Thế thôi chuẩn bị đi núi đỉnh nhỉ? Lên đỉnh đấy đây. ở đây mọi người biết có cái hang nào không nữa đâu. Hang đá ấy. Hang đá. Chắc không có hả? Dạ dạ dạ. Xa mà có xa. Xa. Dạ. Trên đỉnh thì lên xa quá. Mỗi lần đi lên rồi đi xuống xin cơm. Đi không nổi đâu hả? Đường xa là phải. Đường xa. Đi tới đây cái kia mấy cây số luôn mà. Vâng. Trăm hơn 300 cây số mà, 400 mà. Mấy con đi lối đỉnh mấy
À, trên đỉnh xuống hả? Dạ. À, bữa nay đưa tin đi, có quả ăn được hết. Kiếm măng. Kiếm măng. Măng á. Vâng. Măng, măng ô, măng lên gì đó. Kiếm măng. Ừ. Kiếm cái măng. Mưa thì chuyển kim măng. Và cái làng kia này thôi. Làng bán cáo kia. Kia nè. Làng bán con kia. Kia kia. À mấy nhà đó hả? À à kia. Chờ chạy chung à. Được 5 cây đấy. À. Làng chạy chung đấy. Quay là lan chạy chung. Dạ dạ. Chỗ năng trường tí á.